Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Nếu anh em quá nhàm chán khi sử dụng Zalo với nhạc chuông cổ điển thế này, hoặc là Messenger như thế này, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi nhạc chuông bằng những cái bài hát yêu thích của mình nghe anh em. Video này dành cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình nghe anh em. Bây giờ mời anh em xem tiếp video này của mình. Bây giờ mở Messenger lên để kiểm tra phần nhạc chuông hệ thống cố định nghe anh em. Anh em vào chỗ ảnh đại diện của mình nè. Tiếp đến anh em tìm đến cái phần thông báo và âm thanh. Anh em chọn nhạc chuông. Đây là nhạc chuông của hệ thống, không có cái nào khác hết nghe anh em. Bây giờ mình trở ra để tiếp tục vào Zalo để mình kiểm tra. Anh em chọn biểu tượng cá nhân ở đây. Anh em chọn bánh răng cài đặt. Anh em chọn cuộc gọi. Anh em chọn nhạc chuông. Toàn bộ ở đây là nhạc chuông hệ thống nghe anh em. Vậy là đã kiểm tra xong toàn bộ nhạc chuông hệ thống hết nghe anh em. Bây giờ anh em vào cái trình quản lý tệp, vào lưu trữ điện thoại. Anh em sẽ chọn những bài hát mà anh em muốn cài vào chuông của Zalo và Messenger nghe anh em. Mình đã chuẩn bị sẵn một vài bài ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả nhạc ở đây. Anh em nhấn vào chữ chọn, xong nhấn vào tất cả. Chọn sao chép đến. Rồi anh em trở ra tìm đúng cái thư mục ringtone. Nhấn vào, chọn dán. Vậy là xong đó anh em. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem nhạc của mình cài có vào phần nhạc chuông của Zalo và Messenger không nghe anh em. Anh em tiếp tục vào Messenger. Vào biểu tượng ảnh cá nhân ở đây. Vào thông báo và âm thanh. Vào chỗ nhạc chuông. Đây là 5 bài hát mà mình chuyển lúc nãy nghe anh em. Bây giờ mình sẽ vào Zalo để tiếp tục kiểm tra. Bây giờ anh em vào biểu tượng cá nhân. Vào bánh răng cài đặt. Vào cuộc gọi. Vào nhạc chuông. Rồi, nhạc nó đã ở đây rồi nghe anh em. Anh em chỉ việc chọn để đặt làm nhạc chuông nữa là ok. Tóm lại anh em muốn chọn bài hát nào làm nhạc chuông thì anh em hãy lấy bài nhạc đó di chuyển vào cái phần ringtone trên bộ nhớ máy của anh em. Nếu anh em có cài đặt Messenger và Zalo, nhất định nó sẽ có cái phần ringtone nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.